Hòa thượng Thích Huyền Việt, trụ trì chùa Liên Hoa. Hòa thượng Thích Nguyên Giác, trụ trì chùa A Di Đà. Hòa thượng Thích Chân Lễ, trụ trì chùa Tường Quan. Hòa thượng Thích Bật Quyền, sĩ quan thư ký thời Nam Hòa hiện đang trụ trì chùa Bảo Tích. Thượng tọa Thích Thị Quảng, trụ trì chùa Phú Môn. Thượng tọa Thích Thị Hiền, trụ trì tu viện Phước Đức. Ni cô Thích Nữ Trần Hảo cùng bí chủ chùa Hương Lâm. Ni cô Thích Nữ Hạnh Huệ cùng bí chủ tu viện chùa Hương Yên. Sư cô Thích Nữ Viên Hương cùng bí chủ chùa Diệu Pháp. Sư cô Thích Nữ Hoàng Thiều cùng bí chủ Đình Thất Hương Yên. Đó là tất cả quý vị cùng các chức năng các ban quản trị, ban quản trị chùa. Một lần nữa kính thưa vị này, thay mặt tăng gia chúng con tất cả tạ và tri ân vị hòa thượng, vị đại đức của tăng ni và ban quản trị gia đình chúng con